Xin kính chào quý hàng các bạn, rất vui gặp lại quý hàng các bạn ở kênh YouTube của HD Radio. Ngày nay HD Radio sẽ cùng quý hàng bạn test thử chất âm cũng như khả năng ca hát của chiếc loa đa năng của Sony. Phải nói là một chiếc loa rất là đa năng với rất nhiều tính năng tích hợp trên chiếc loa Sony này. Chiếc loa Sony của chúng ta có tên model là MHC-V02. Để thuận tiện hơn mình sẽ đọc là V02 nhé các bạn nhé. Đầu tiên chúng ta điểm nhanh về phần thiết kế của chiếc loa này. Camera có thể tiến lại gần hơn để các bạn có thể quan sát được. Đây là thiết kế của chiếc loa V02, như bạn thấy mặt trước đây là thiết kế có hai chiếc loa tép phía trên này, có củ bát, có lỗ thông hơi reflex phía trước và màn led phía trên này. Thì các bạn thấy là nếu với thiết kế tép này thì hãng Sony tính toán rất là tốt, đó là cái khả năng đưa cái chất âm giải cao đi rất là rộng, góc phủ âm rất là rộng. Màn loa tép phía trong này theo hãng công bố là với thông số là 4 cm các bạn nhé, một cái và nhân 2. Phía dưới là một cái củ bát phía trong có kích thước là 18 cm, một củ bát rất là to đấy. Và mặt trước của củ bát này được bảo vệ bằng một cái lớp e căng bằng nhựa. Mình đã thử tháo cái lớp này ra nhưng mà theo mình thấy là không thể tháo được đâu, nên các bạn không phải cố. Chúng ta có thể đưa các cái chổi vệ sinh phía trong, nếu trong hợp cái loa chúng ta bụi bẩn nhé, không phải cố đâu, chẳng may nó bị gãy thì mất cái thẩm mỹ của loa. Còn phía dưới là hai cái lỗ thoát hơi phía trước của tiếng bát cộng hưởng, có cái màu sơn màu xanh dương cũng trùng với cái màu đèn phía trong này. Chiếc loa chúng ta có cái đèn led phía trong này nhé, và cái đèn led này có thể nhấp nháy theo nhạc được, cũng rất là ấn tượng để chúng ta có thể chơi trong những buổi party buổi tối hoặc dùng ngoài trời ban đêm đấy, cũng rất là hay. Về thiết kế mặt hông này, như bạn thấy đây cũng có các cái đường thoát hơi dạng lưới để cho hệ thống phía trong này tản nhiệt tốt hơn và tránh bị treo. Đây là hông hai bên, mình điểm nhanh thôi. Đó. Cái chất liệu hoàn thiện của chiếc loa này thì theo mình thấy nó là bằng nhựa các bạn nhé. Mặt trước này bằng nhựa này, có lớp sơn sần để chống bụi, cũng là chúng ta cảm giác rất là chắc chắn khi sờ vào, tạo cảm giác khỏe khoắn cho chiếc loa chúng ta. Chiếc loa chúng ta có thể để ở nhà hoặc công an đi chơi được. Với cái tay sách phía trên này. Đó. Còn thể mặt sau, đây mặt sau của chiếc loa này, mình đang cắm điện ở đây rồi. Có một lưu ý là chiếc loa của chúng ta là phải sử dụng nguồn điện trực tiếp nhé, chứ không có tích điện pin. Đây là một điều mình thấy là khá là đáng tiếc. Tuy nhiên thì với một chiếc loa đa năng và cái mức giá là hợp lý thì chúng ta cũng không đòi hỏi quá nhiều trên dòng loa này. Đây là mặt sau. Mặt sau thì cũng giống như các mặt hông này, có một lớp tản nhiệt ở trên này và tay sách này. Có cổng USB. USB này là USB in các bạn nhé. Các bạn có thể cung cấp nhạc vào đây cho chiếc loa này. Có cổng FM. Cổng FM này thì trong cái hộp phụ kiện này sẽ có một cái anten như thế này để cung cấp chúng ta có thể dò sóng FM. Đây cũng là một tính năng mà chúng ta sẽ nhắc tới trong phần tiếp theo. Hai là chúng ta có thể đưa cái phần nhạc qua cổng RCA in này ở phía trên này. Ngoài ra thì có một điều đặc biệt, chúng ta có thể cắm guitar hoặc cắm mic vào phía sau này được nhé, có cái cổng jack 6 ly này. Còn phía dưới này thì là cái tem của nhà của hãng thôi. Đây tên model của sản phẩm, đây có cả số series phía dưới này, đảm bảo chúng ta là hàng chính hãng nhé. Đó, từ mặt sau thì chúng ta điểm nhanh thôi, cũng không có gì là phải lưu ý quá nhiều cả. Phía dưới này thì áo này sử dụng bằng thùng gỗ, một cái chất âm, một cái chất liệu mà có thể là cộng hưởng âm bass tốt nhất thì là thùng gỗ các bạn nhé. Thiết kế mặt sau thì mình thấy là theo mình thì nó chưa được ổn cho lắm vì nó khá là vuông, mà phần trước thì lại là cái phần bo viền rất là mềm mại, phía sau thì lại hơi cứng. Tuy nhiên thì đó là cái phần thiết kế và góc cảm nhận của mình thôi, còn có thể là hãng đã tính toán là như thế là tối ưu rồi. Còn về phần mặt trên thì sao? Đây mặt trên của chiếc loa Sony V02. Đây các bạn nhìn thấy này, có rất nhiều cái tính năng này. Đầu tiên chúng ta thấy có một cái khay tròn phía trên này, đó chính là cái đường để chúng ta cho cái CD vào. Chiếc loa chúng ta có thể sử dụng chạy CD được nhé. Đây các bạn này, cho CD vào trong này. Đó. Chúng ta có thể thu các bản nhạc hoặc là mua các cái đĩa CD chúng ta có thể nghe nhạc, hoặc là trong chúng ta sử dụng cho công việc là có thể sử dụng những cái file và chúng ta sử dụng trong giảng dạy đấy. Ví dụ ngày trước chúng ta hay học tiếng Anh ấy, thì chúng ta có thể sử dụng những cái đĩa của trường rồi cho vào đây chúng ta sẽ sử dụng để học tập. Đó là một trong những cái tính năng rất là hay của CD. Ngoài ra chúng ta nghe nhạc qua CD thì chất lượng rất là tốt. Đây là cái tính năng đầu tiên. Thứ hai, các bạn nhìn từ trái qua phải ở đây thì có cái tính năng là chúng ta sẽ
kết nối được rất nhiều loa Sony với nhau qua cái tính năng này đó. Hai là cái phần hiệu chỉnh về các cái chế độ âm thanh qua cái phím này các bạn nhé, show folder này. Còn các bạn có thể sử dụng một cái tính năng nữa, đó là khả năng tăng cái giải âm bass cho chiếc loa này qua cái chức năng megabass này, cũng rất là nổi tiếng qua các cái dòng của Sony trước đây rồi. Còn khả năng kết nối Bluetooth thì khả năng kết nối Bluetooth thì theo mình thì nó cũng là bình thường so với các cái dòng loa Bluetooth trước đây thôi, nó cũng là tính năng thông dụng. Còn function này, khi bạn ấn function này các bạn để ý trên cái màn hình LED này, nó sẽ chuyển đổi các chế độ input đầu vào, hay nói cái khác là cái đường input đầu vào thôi. Đấy, khi các bạn sử dụng thì các bạn sẽ biết ngay, nó rất là dễ thôi. Đấy, mình dùng CD của cái này, trong này thì chuyển sang chế độ CD này đó. Còn cái vocal fader này là chúng ta có thể là nói một cách đơn giản, hiểu đơn giản đó là chúng ta hạ cái giải chung của cái bản nhạc chúng ta nghe xuống đó, để chúng ta có thể ví dụ trong trận bóng chúng ta không muốn tiếng bình luận của chúng ta ở đây, rồi để chúng ta cảm nhận được cái không khí sôi động của sân bóng, hoặc là trong những bản nhạc mà bạn không muốn nghe lời ca sĩ, bạn có thể ngắt vào đây thì cái tiếng của ca sĩ nó sẽ giảm đi rất là nhiều, để chúng ta có thuận tiện để chúng ta có thể hát được. Cái phần mic echo này thì nó đơn giản thôi, đó chính là khi các bạn ấn vào đây thì tăng giảm echo hoặc tắt echo để các bạn tạo cái hiệu ứng cho bạn hát nhé. Đây, cái này vẫn liên quan đến phần cắm mic phía sau thôi, để các bạn có thể hát được. Còn guitar thì sao? Guitar thì nó cũng giống như cái đường cắm micro phía sau này. Các bạn chọn guitar thì nó có các chế độ của guitar khác nhau. Ví dụ như là tạo guitar tiếng trầm bổng thì các bạn sử dụng cái phím này. Cái này thì theo mình thì các bạn phải khi có guitar các bạn cắm vào thì bạn mới cảm nhận được. Còn mình chỉ giới thiệu qua cái tính năng của nó thôi. Có một cái hay là chúng ta có thể chỉnh âm lượng của mic riêng, mic đi kèm với guitar đấy. Tại vì nó cùng chung một cái cổng 6 ly. Thì cái phần âm lượng, đây là âm lượng của music, âm lượng đầu vào nhé. Đó. Còn đây là âm lượng của riêng cái phần mic cắm vào thôi, mic vào guitar cắm vào thôi. Đó. Còn các cái tính năng này thì khi các bạn có USB ấy, thì các bạn có thể sử dụng các cái tính năng cộng trừ này để chúng ta tăng giảm cái tìm cái folder chúng ta cần mở cái file nhạc ở trong USB nhé. Tất cả nó hiển thị trên màn hình LED này hết. Đấy, rất là tiện. Còn cái phần tuning này thì là dò sóng như mình vừa giới thiệu này. Đó là chính là cái có cái anten tặng kèm theo này, thì các bạn có thể ấn nút tuning này để chúng ta dò cái tần sóng của đài FM chúng ta có thể nghe được. Có spec light này để dùng bật tắt cái đèn phía trước này, như bạn nhìn thấy đây. Là khi nãy thì đây, cái đèn này chúng ta có thể bật tắt được. Đấy. On off, theo mình thì cứ để on cho nó đẹp và tạo cái ấn tượng cho chiếc loa này, nó cũng là một cái điểm nhấn dành cho chiếc loa chúng ta mà. Về phần các phím hiệu chỉnh này thì đây là phím play này, phím này phím stop này. Đó. Cái này thì khi các bạn sử dụng CD hay USB phía sau thì chúng ta sử dụng qua cái phím này. Còn đây là phím nguồn rồi. Đó. Phần điều khiển thì chúng ta có thể điều khiển trực tiếp ở trên chiếc loa này qua cái phần các cái phím chức năng ở bố trí ở trên mặt của loa nhé. Ngoài ra thì hãng cũng kèm theo cho chúng ta một chiếc remote điều khiển từ xa, cũng rất đầy đủ các tính năng. Và có một tính năng mà mình thấy là không có ở trên cái chiếc loa này, đó chính là phần chỉnh tông nhạc ở đây này. Đấy, chỉnh tông nhạc các bạn có thể tông nam, tông nữ, nhanh chậm ở đây. Ngoài ra thì cái phần option ở trên này có một cái phần hay, đó là các bạn có thể chỉnh được equalize. Đây, cái phần equalize đây. Bạn chỉnh equalize của bass. Các bạn chờ một chút nhé. Đây các bạn nhìn thấy này. Đây là các cái giải tần các bạn đã chỉnh được. Như các bạn thích cái giải bass nó dày hơn, nhiều hơn thì các bạn tăng giảm ở đây này. Còn chúng ta có các cái phần này các bạn phải am hiểu phần âm thanh, giải tần âm thanh cơ, tìm hiểu trước khi các bạn chỉnh. Nếu không cứ để mặc định về không của nhà sản xuất là ok. Tại vì khi các bạn chỉnh có thể là bị méo cái chất âm của cái bản nhạc chúng ta đang nghe. Nhưng mà mình có một cái tính năng này mình thấy rất là hay, đó là chúng ta chỉnh được theo cái, có thể nói là theo cái ý muốn của chúng ta về cái quay, có thể cho giải cao hoặc giải trung, giải trầm. Đó. Đấy là những cái tính năng rất là cơ bản và nhanh gọn thôi. Ngoài ra thì hãng cũng có hai cái ứng dụng để kết nối với điện thoại. Đó là cái ứng dụng Sony Music Center và cái ứng dụng là Fishtable.
để các bạn có thể kết nối và sử dụng với điện thoại được. Đó, đấy là những cái tính năng cũng như là các cái công nghệ có trên chiếc loa này. Thì mình điểm nhanh như thế, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng test thử cái chiếc loa của chúng ta về cái chất âm. Hiện tại thì cái chiếc loa này theo hãng thì không công bố công suất của loa, nhưng mà theo mình cảm nhận được và đã từng test thử rồi thì theo mình đoán thì nó chỉ rơi vào khoảng tầm 50-60W đổ về thôi. Thực ra 50-60W đối với một chiếc loa nhỏ gọn như thế này thì cũng rất là ấn tượng rồi, chúng ta không đòi hỏi được quá nhiều. Sử dụng trong căn phòng khoảng 40-50m² đổ về là vẫn có chất âm chúng ta nghe được. Bây giờ thì chúng ta sẽ cắm mic vào và test nhạc từ CD này, từ Bluetooth này, và hát thử một bài để các bạn có thể cảm nhận được chiếc loa này. Và hiện tại chiếc loa này đang có giá là trên 3 triệu đồng, được bày bán tại các showroom của HD Radio. Nếu quý hàng các bạn quan tâm thì có thể ghé thăm showroom của HD Radio để tự mình có thể trải nghiệm trực tiếp và đánh giá chất âm thực tế của chiếc loa này. Còn thu qua phần điện thoại thì và theo đánh giá khách quan của mỗi người thì sẽ có thể là có sự sai lệch khác nhau. Còn bây giờ chúng ta sẽ test thử nhé. Bây giờ chúng ta sẽ thử một bản nhạc và test qua đĩa CD để xem khả năng chơi CD của chiếc loa V02 của chúng ta sẽ ra như thế nào nhé. Như các bạn thấy là như mình vừa giới thiệu thì phải ấn nút để chúng ta có thể đưa cho đĩa vào. Đây mình có sẵn đĩa trong này rồi thì cho ấn vào. Nhớ là nút function để chọn sang chế độ CD nhé. Đây đang đọc này. Chờ một chút. Đó, để chế độ CD này. Ở trong chế độ CD này nó báo cho chúng ta là có 12 bài hát. Đó, tổng thời lượng của CD thì các bạn có thể sử dụng cái nút đấy cộng trừ đây này để ra chọn bài. Ví dụ mình thử luôn bài 1 này luôn. Đây nút play. Rồi ok. Có một lưu ý nhỏ nhỏ các bạn nhé. Đó là cái âm lượng của chiếc loa này có thể lên đến 50 theo cái thông số trên này, nhưng mà theo mình đánh giá thì để mà hay nhất thì nó chỉ rơi vào khoảng tầm 40 volume 40 đổ về thôi. Ở đây mình sẽ test ở khoảng 37 thôi nhé. Em đừng nhiều hận sầu, đừng thương tiếc để rồi xa xôi, đừng trách chi đã lỡ duyên đời, hai chúng ta đi hai đường, chuyện thương yêu đâu còn nữa. Ôm ấp chi một định mệnh buồn, để chua xót những gì cho anh đâu lo bấy hẹn
xong thì chúng ta đã thử một đoạn nhạc ở trên chiếc loa Sony V02 này. Đây để chúng ta test một bản nhạc mang tính chất sôi động hơn thì để chúng ta thử cảm nhận cái chất âm bass này sẽ như thế nào, thì mình sẽ sử dụng đoạn nhạc ở trên điện thoại kết nối qua Bluetooth nhé. Chúng ta nhớ là chọn chế độ Bluetooth này. Còn nếu các bạn lần đầu tiên kết nối Bluetooth thì các bạn phải ấn giữ cái nút Bluetooth này. Đấy, để cho chiếc loa chúng ta phát ra sóng Bluetooth để bắt trên chiếc điện thoại chúng ta. Tên của Bluetooth sẽ là MHC-V02 nhé. Khi kết nối thành công thì chiếc loa chúng ta sẽ thông báo cho chúng ta là đã connect. Và bây giờ mình sẽ thử một bản nhạc. Sony MHC-V02 này thì mình đã cắm một chiếc micro có dây. Các bạn có thể dùng micro không dây được nhé. Thì cũng sẽ lắp qua cái phần echo để các bạn có thể cảm nhận được. Thì mình sẽ hát một bài hát là Về Từ Mùa Đông, beat của Hải Anh Tuấn. Mình hát cùng hai, các bạn cố gắng lắng nghe nhé. Lên. Trời mùa đông mây vẫn hay đi về, vẫn mưa rơi trên đường thầm thì. Vì đâu mưa em không đi, đường vào tim em bay răng khi. Bàn chân anh trên lối đi không theo, vẫn mưa đêm khuya buồn một mình. Có khi cho ta quên cuộc tình, từng cơn mưa hắt hiu bên ngoài sông thương. Lắng khi mưa làm cho ta nhớ mãi ngày qua, nhớ con phố xưa vẫn âm thầm đợi chờ, nhớ đôi vai hoan hè sợ trời mưa gió. Từng đêm ta vẫn đưa em về qua phố, vẫn trên cao trời mưa lũ. Đường vào tim em bao con xa, đầy tình anh xa đến xuân hoa mộng. Trái tim em cuốn đời lạnh lùng, hỡi ơi trái tim mùa đông.
bạn vừa xong thì mình đã test thử về nhạc và giới thiệu qua về tính năng như khả năng ca hát của chiếc loa này. Mình đánh giá nhanh về chiếc loa này, thứ nhất là về tính năng thì rất nhiều tính năng hay và bổ ích rồi. Vấn đề này thì các bạn khi sử dụng hoặc là đến tại HD Radio mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chi tiết. Còn trong thời lượng của video thì mình sẽ không hướng dẫn sâu được các tính năng của chiếc loa này vì nó quá nhiều. Còn về khả năng chơi nhạc thì mình thấy là qua phần CD thì không nói gì, tại vì là chất lượng của CD rất là tốt, chất nhạc ra là rất là ok. Còn khả năng đánh tiết tấu nhanh, đánh bass mạnh thì chiếc loa chúng ta thì ở mức độ trung bình, rồi đánh giá mức độ trung bình các bạn nhé. Cho dù các bạn tăng ở megabass lên, có một điều mình rất thích ở chiếc loa này đó chính là khả năng ca hát. Chiếc loa chúng ta khi bạn cắm mic vào, lời chung của chúng ta rất là khỏe và rõ. Một người hát kém như mình thì mình cảm thấy hát qua đây phần nào được tôn chất giọng mình lên. Hiện tại chiếc loa chúng ta đang được bày bán tại HD Radio. Nếu quý hàng bạn quan tâm có thể qua showroom chúng tôi để test thử nhé. Còn nếu các bạn có những ý kiến đóng góp thì hãy comment phía dưới để đội ngũ nhân viên của HD Radio kịp thời tư vấn đến các bạn nhé. Nếu bạn mua hàng mà không có cái thời gian đến HD Radio thì các bạn có thể gọi điện qua số tổng đài hotline của HD Radio là 1800 0042 để các bạn tổng đài viên có thể hỗ trợ các bạn một cách tốt nhất và mua hàng cũng như là các cái chính sách hiện thời của HD Radio gửi đến quý hàng của bạn. Và các bạn cũng đừng quên ấn like, subscribe kênh YouTube của HD Radio và nhớ bạn ấn vào biểu tượng chuông để nhận những thông báo mới nhất về kênh YouTube của HD Radio để gửi đến quý hàng bạn nhé. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý hàng bạn ở những video clip tiếp theo nhé.